Xịt khoáng Vichy 150ml Thermal Minerali dành có nguồn gốc hoàn toàn từ thiên nhiên, không có bất cứ một chất nhân tạo nào. Trong xịt khoáng Vichy có 15 khoáng quý hiếm sắt, canxi, silicon, magie, natri, hydrogen độc argon ạt, manga, ro. Nước xịt khoáng đã được Vichy Minerali Thermal Spa công nhận về khả năng kháng viêm, hỗ trợ điều trị kích ứng da, bảo vệ da bởi tác động xấu của môi trường, giúp cân bằng độ ẩm của da. Nước khoáng trong chai Vichy được lấy từ vùng núi lửa ao dơ nhờ ở độ sâu 4.000m. Xịt khoáng Vichy được kiểm chứng bởi 34 thí nghiệm trên 600 người thuộc mọi loại da, thậm chí ngay cả làn da nhạy cảm nhất, dưới sự giám sát của chuyên gia da liệu Pháp. Sản phẩm xịt khoáng được đóng chai tại nguồn không mùi hương, không chất bảo quản, không chất phụ da. Sử dụng xịt khoáng Vichy đều đặn giúp tăng cường sức chịu đựng cho da, giúp da sáng khỏe bóng mượt. Xịt sau khi trang điểm giúp lớp trang điểm lâu trôi hơn. Cách sử dụng: xịt trực tiếp lên da mặt, khoảng cách từ chai xịt khoáng đến mặt là một găng tay, xịt chuyển động theo hình tròn hai vòng quanh mặt. Xịt xong dùng tay vỗ nhẹ cho thẩm thấu hết vào da, nếu còn đọng lại dùng bông tẩy trang hoặc giấy chậm lại cho khô. Xịt bất cứ lúc nào thấy da khô, nóng đỏ, trước khi di chuyển ngoài trời nên xịt một lần để bảo vệ da.